Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021. Rockefeller Gavi xin chúc mọi người sang một cái năm mới nhiều điều may mắn và thành công mọi người nhé. Đó, đào giống như cũng giống như mọi người thôi. Ở miền Bắc ấy có cành đào là có không khí Tết rồi. Thôi Pila, Yên à. Chợ Mẫn chúc các cô các chú sức khỏe nhá. Pila chúc các anh các chị sức khỏe nhá. Chúng ta không có họ với nhau. Pila thì là em của Tuệ Mẫn, nhưng Tuệ Mẫn thì chúc cô chú, còn Pila chỉ chúc anh chị thôi. Pila là đàn em. Đó. Pila có thích ngồi gần cành đào thì sang. Rồi cho Pila một cái ảnh zoom Pila gần với lại cành đào đi xem nào. Nào, xinh gái này. Chị ngoại Pila ở bên vừa bên gốc đào kia. Pila gần vào cái bông hoa kìa. Hoa đẹp mà này. Đấy, gần sát vào đấy. Để qua cái ảnh, không nhìn vào máy kìa. Rồi, mọi người thấy Pila có xinh gái không? Kìa, Pila kìa, đang quay phim Pila đấy. Mọi người thấy Pila có xinh gái không? Thấy cành đào có đẹp không? Tuệ Mẫn thấy sao? Tuệ Mẫn thấy em Pila có xinh không? Cành đào có đẹp không? Cành đào đẹp nha. Hôm nay nở đầy hoa luôn. Nó còn nở hoa thêm hết rằm tháng riêng thì mới hết hoa, có khi vẫn còn hoa. Hey Pila ngồi yên đấy nhá, hai chị em làm kiểu ảnh nhá. Nào không, Pila ngồi yên đấy thôi, không ngồi yên để chị Mẫn ở bên cạnh. Rồi đây nào, trời thả tim thôi, nhìn đằng trước, máy ảnh đâu, máy ảnh đằng trước cơ mà, thả tim rồi. Yêu chị Mẫn thì ngồi yên là hít hít là được rồi, đừng liếc. Trời. Nào. Ừ. Con cười thật tươi xem nào. Con chụp với em Pila mà kiểu ảnh con cười thật tươi xem nào. Nhé, yeah, ok. Pila, Pila chúc Tết xong rồi, Pila xuống đây. Không, Pila sang bên cạnh. Vòng sang bên cạnh đây. Con Melsi này đây nào. Melsi. Lên ghế. Lên Messi. Messi ơi, chạy ra đây rồi nhặt một cái cánh hoa rồi lại chạy vào. Siro ơi. Siro ra đây. Siro. Lên ngồi cạnh chị Mẫn đi. Rồi, ngồi xuống. Thôi Pila ngồi đấy thôi. Bây giờ đến lượt con Siro. Pila ngồi đấy. Trời ơi, mỗi đứa ngồi một lượt. Ok nào. Nhìn vào đằng trước. Hôm nay ngày cuối năm. Siro. Kìa. Này. Báo chúc Tết thì lại chạy đi để còn đòi tiền mừng tuổi, ai mừng tuổi chưa? Hả? Siro lên đây. Siro ơi. Messi ơi. Lên đây. Pila xích vào để cho Messi nó ngồi cùng với nào. Thế Pila ngồi sát vào đây. Sát vào trong. Nào con Messi đây này. Rồi ngồi xuống, quay mặt về đằng trước. Ok, ngồi xuống gần chị Mẫn. Rồi, ngày cuối năm, Messi nhìn thẳng vào màn hình. Nhìn vào màn hình, không phải còn liếm chị Mẫn. Ngày cuối năm, Messi xin chúc các bạn cún khỏe mạnh. Chúc các anh các chị xem kênh Rockefeller TV năm mới may mắn. Thành công và nuôi các em cún khỏe mạnh. Nào Messi đâu, chưa đã xong đâu Messi, lên đây Si ơi. Rồi quay mặt về đằng trước. Đó, mọi người thấy Messi có xinh không?
Ngày hôm nay mọi người thấy Mel C có xinh không? Thấy Mel C ngồi cạnh chị Mẫn, Mel C có xinh không? Quá xinh luôn. Còn con Siro nữa, thấy Mel C ra gọi con Siro lên đây đi. Gọi con Siro lên đây chúc Tết mọi người đi. Thì ra Tết mới có tiền mừng tuổi nhá. Có tiền mừng tuổi anh mua xúc xích cho. Ừ. Không là thỉnh thoảng có tiền còn thôi được rồi. Được rồi. Chị Mẫn bị nóng. Được rồi. Ok. Rồi, ra ngồi gần hoa đi để anh chụp cho kiểu ảnh nào. Rồi, từng đứa một. Ok, Siro ngồi yên đấy nhá. Ngồi yên. Siro. Hai. Thế toàn ngồi vào giữa ghế luôn đi. Đấy, để cho Pila nó ngồi lên làm kiểu ảnh. Ấy, giời, thôi được rồi, làm kiểu ảnh với cả anh Toàn luôn được nhá. Nhưng mà Pila nhìn tập trung vào đây nào. Ok, Pila xinh gái quá. Được rồi, ok, xong Pila xuống. Đến lượt con mỗi quả một tí. Con Mel C đâu? Siro. Hai đứa ngồi yên đấy, cả con Mel C nữa. Được rồi, con Mel C lên đi, Mel C. Nào, ba đứa nhìn ra đây nào. Rồi, Pila, Siro và Mel C xin chúc tất cả mọi người năm mới nhiều may mắn và tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Chúc cho các bạn nuôi chó, chăm chó vui khỏe. Chúc cho các bạn cún được chủ yêu nhiều hơn. Đấy. Và sang năm mới đẹp hơn năm cũ. Ê. Đấy, mọi người xem. Siro, Messi ơi. Không, Messi lên trên đi. Sao Messi lại xuống đây? Đổi chỗ đi, bây giờ đổi chỗ đi. Con Messi lên đây. Gần cái bông hoa đây. Rồi, trèo lên. Ngồi cẩn thận. Rồi, ok, ngồi yên đấy, ngồi yên. Yên đấy. Rồi. Đây, còn như thế này đẹp hơn này. Bà ngồi, còn hai đứa thì nằm. Yên đấy nha, nhìn vào đây nào, tập trung nhìn đây. Cả ba nào. Ok. Cảm ơn mọi người đã xem kênh RoguelogV một năm qua. Siro ơi, đang chúc muốn lấy thích muốn nhiều tiền mừng tuổi không thì phải ngoan nhìn vào đây nào. Nào Siro, có muốn tiền mừng tuổi mua gì không? Rồi nhìn vào đây. Chúc cho mọi người một năm mới nhiều niềm vui và các bạn nhớ mừng tuổi cho Siro nhé. Thả tim mừng tuổi cho Siro. Ok. Chúc mừng năm mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong năm tiếp theo.